Xin chào cả nhà nha. Hôm nay thì kênh Tha TV tiếp tục chia sẻ đến cho tất cả quý vị và các bạn thêm một cái video hướng dẫn về cái cách mà chúng ta khắc phục cái chia sẻ wifi mà khi mà nó tắt cái màn hình, tức là nó để ở chế độ ngủ thì nó lại là nó không có kết nối được nữa, và khi mà mình mở lại thì nó lại không có chịu kết nối lại. Đó, bây giờ thì mình sẽ chia sẻ đến cho cả nhà cái cách để mà chúng ta khắc phục cái này nha. Nói chung là cái này không chả có lỗi gì đâu, mình chỉ cần mình chỉnh, do là mình chỉnh bị sai ở trong cái điện thoại cho nên là mình bây giờ mình chỉnh lại thôi. Rồi, bước đầu tiên mình vào cài đặt, bước tiếp theo là mình vào chữ wifi, bước tiếp theo nữa là chúng ta vào chỗ là hỏi để kết nối mạng. Ở trên này mà nó để tắt thông báo hỏi thì chúng ta kích vào hỏi đây. Tích, nó đã tích vào hỏi rồi này. Tiếp theo nữa chúng ta ra lại và chúng ta kiếm chỗ mà tự động kết nối điểm truy cập. Rồi chúng ta vào đây. Đó. Rồi, nói có là không hỏi để kết nối tự động thì chúng ta kích vào tự động. Tức là khi mà nó khi mà nó mở máy lên á. Đó. Tức là nó không có còn chế độ ngủ nữa, nó máy nó hoạt động bình thường thì nó sẽ tự động kết nối với lại là cái wifi bên kia chia sẻ luôn nha. Đó, thì nói chung là chúng ta chỉnh cả hai bên luôn. Nói chung mà chỉnh cả hai bên như thế này thì chúng ta sẽ kết nối, nó tự động nó kết nối khi mà mở máy lên, như vậy là xong. Đó, thì đó chính là cái chia sẻ mà kênh Thai TV ngày hôm nay chia sẻ đến cho tất cả quý vị và các bạn. Nhớ đăng ký ủng hộ kênh để kênh phát triển, tạo động lực làm những video tương tự của những tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Ai muốn mua loa kéo di động, thiết bị âm thanh karaoke hay là các cái bộ hát livestream hay là các cái filicam thì hãy liên hệ với Thai TV qua số điện thoại 0912 781 067. Xin chào và hẹn gặp lại.